Để giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng thì ngày hôm nay Kim Phương sẽ giới thiệu với quý vị chiếc máy phun xịt rửa áp lực cao Kacher K2K T150 được thiết kế tiện lợi, hoạt động với công suất mạnh mẽ, áp lực lên đến 113 sẽ giúp đánh bay bụi bẩn một cách nhanh chóng. Đặc biệt là máy còn có dây nguồn dài giúp bạn thực hiện việc xịt rửa ở những vị trí có khoảng cách xa. Máy phun rửa áp lực cao K2K T150 đem lại sự tiện dụng cho người dùng với hai bánh xe cùng tay cầm chắc chắn, hỗ trợ trong việc kéo đi mà không phải nhấc máy di chuyển nặng nhọc. Giá cách bắn súng rất tiện lợi. Bộ sản phẩm bao gồm một thanh máy chính và các phụ kiện kèm theo: đầu phun xoắn, đầu phun thẳng, đầu phun tạo bọt, dây phun áp lực, bàn chải mềm, bắn súng, bàn chà sàn và đầu nối. Máy còn được trang bị thêm hai bình hóa chất tẩy rửa, đó là Patioen Deck để giúp bạn có thể chà sàn và bình Thorin Bay giúp bạn vệ sinh xe cộ một cách nhanh chóng. Và cuối cùng là dụng cụ kết nối nguồn nước. Lắp bắn súng với các đầu phun thẳng. Đầu phun xoắn. Đầu phun tạo bọt. Bàn chải mềm. Meta có một số lưu ý cho bạn khi sử dụng chiếc máy Kacher K2K T150, đó là thường xuyên vệ sinh đều lọc nước vào, không sử dụng máy liên tục của 20 phút, cần phải cung cấp đầy đủ nước cho máy. Nếu như bạn muốn sở hữu ngay chiếc máy rửa xe này, hãy nhấc máy lên và liên hệ cho chúng tôi theo số tại Hà Nội 024-3785-5633 hoặc tại Thành phố Hồ Chí Minh 028-3830-8569, hoặc các bạn có thể truy cập website meta.vn để xem chi tiết về sản phẩm và đặt hàng online. Đừng quên like, share video này và đón chờ nhiều video dẫn hơn nữa của Meta. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.